Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao trong sách truyện những kẻ bất tử thường sống trong biệt thự, lâu đài, penthouse các kiểu chưa? Vì nếu bạn sống lâu như thế mà không kiếm ra tiền thì bạn là một đứa thất bại và sẽ phải sống trong hang như Hùng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cơ mà từ từ, tí nữa rồi Hùng sẽ xuất hiện sau. Giờ chúng ta đến với An. An có một điểm chung với người ngủ quên trên xe buýt là khi tỉnh dậy, đếch biết mình đang ở đâu. Trước khi bóng đêm ghì bàn chân, cô bắt xe khách về lại thành phố. Trên đường về nhà, An gặp một ông già bán vé số. Ông rên: "Có người đang tìm cô." Rồi cười hành hạch. Và rồi giống như tất cả những người có lý trí khác, An đi xem bói. Cô nói với thầy bói rằng từ ngày con gái cô bị mắc bệnh, An sống như những đứa nhóc không nhà, sáng thức dậy ở một nơi xa. Bà già bắt An tung mấy đồng xu, nhìn sách, rồi nói rằng cô đang được triệu hồi. Cô đang bị những nơi đã từng ám ảnh cô trong quá khứ mời gọi đến. Bà thầy bói vẫn khuyên cô không nên dính vào. Nhưng cũng như những đứa nhóc không nhà, An không nghe lời người lớn. Cô còn phải tìm cách cứu con mình. Phải có một lý do gì đó cho những sự trùng hợp này. Nên dù quyết định thật khó khăn, cô phải đi qua thung lũng. An đến nơi, trong thung lũng có một chiếc hang, bên trong toàn là tài liệu chiến thuật bóng đá. Trên thành hang là hình quỷ đỏ. Cô đi vào sâu hơn nữa thì có một viên đá khắc chữ lên trên. Không cần nghĩ gì thêm, cô lấy xẻng đào lên luôn. Dưới lớp đất có một bộ xương và một quyển sách gói trong vải. Đó không phải là Cửu Dương Chân Kinh mà là một quyển nhật ký của một người đàn ông xa lạ. Anh ta tên Hùng, còn đây là Liên, bạn gái của Hùng. Kia là anh cùng cha khác mẹ của Hùng. Khang là con vợ cả, Hùng là con vợ lẽ. Bố hai anh em sắp về với ông bà, di chúc lại chia gia sản mỗi đứa một nửa. Khang không chịu nên hắn được ông quản gia già bảo phải luộc Hùng. Hùng bị luộc thật, hai đánh một không chột cũng quẻ. Nhưng mà đây là tận ba thằng, Khang trở thành người bất nhân, quay về húp người yêu của Hùng, làm tất ăn cả cái cơ nghiệp bố để lại. Cơ mà chắc ăn nhiều quá nên Khang đau đầu, cần chút chấn động để giải tỏa. Thế là hắn gieo mình từ nóc nhà xuống, cơn đau đầu đúng là giảm đi. Đọc đến đây An giật hết cả mình, vì ngày xưa chồng cô cũng có những triệu chứng thế này, và anh cũng đã nhảy lầu tự tử. Cơ mà quay trở lại với quyển nhật ký của Hùng, trong đám tang anh trai, Hùng trở về với quả đầu không thể nào 30 sai hơn, làm mọi người phát hoảng. Cơ mà giờ Liên đã là vợ người ta, là chị dâu của Hùng. Ai cũng tưởng cậu đã chết, sao giờ cậu mới về? Tôi phải nuôi lại tóc rồi mới dám về nhà. Cơ mà giờ Khang tèo, nên tất cả gia sản lại về với tay Hùng. Tay quản gia đòi nghỉ việc, trả nhẫn, xách đít rời đi. Hùng phải sống cảnh chung nhà với người yêu cũ, nhưng không được làm gì. Vì cay nên anh kể lại sự thật cho Liên, rồi bất chấp chơi tới cùng luôn. Thế này là phởn quá rồi còn gì. Một khoảng thời gian sau, Hùng đến gặp một ông thầy phép, tặng cho ông một túi toàn kim cương 500k một viên. Sau khi bị ganh trong rừng ở đầu phim, cũng là ông đã bày cách cho Hùng chơi ngải trả thù Khang. Nhưng với Hùng như thế là chưa đủ, Hùng vẫn a cay lão quản gia. Nên dù thầy bùa đã khuyên ngăn, Hùng vẫn tự mình nguyền, khiến lão quản gia tự giết cả nhà rồi nhảy lầu. Mấy thằng lính Pháp đến để điều tra, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một thằng đến gặp Hùng nói về chuyện làm ăn với Khang ngày xưa, nhưng có bị Hùng từ chối. Về đến nhà thì Liên báo cô đã có bầu. Cơ mà chưa kịp mừng thì Hùng đã gặp ảo giác, mấy hôm sau thì đổ bệnh. Có lẽ Hùng đã cho thầy cúng hết kim cương, giờ chỉ còn vương liệm nên đề kháng yếu. Ngải mà Hùng dùng để chơi ông quản gia giờ đã ăn sâu vào người hắn. Hùng giờ là người bất ổn. Trong lúc tuyệt vọng, hắn đòi thầy làm cho mình bất tử. Thầy nói rằng nếu Hùng muốn luyện thành bất tử sẽ phải trả giá bằng mọi thứ mà hắn quý giá nhất. Hùng đồng ý ngay mà chả đắn đo gì. Thế là ông già lôi Hùng ra cái cây, đọc thần chú để kích hoạt sức mạnh. Xong xuôi ông lại kéo hắn về nhà, đắp đất lên người xem Hùng đã quen mùi chưa. Nhưng Hùng mở mắt, giáp thiên thần đã đóng xong. Hùng chả khác gì Deadpool nhưng vẫn đẹp trai. Hắn về nhà thì thấy vợ và con đã chết. Hùng khóc, khóc cái đéo gì thằng này, thầy mày đã cảnh báo cho rồi đấy. Hắn quay sang ăn vạ, rồi giết hết người hầu lẫn thầy. Tiền sư cha cái thằng quân bố láo này, người ta cứu cho hai lần rồi còn sợ chứng. Hùng quá đau buồn, đứng trên vách đá nhảy xuống tự tử. Nhưng tất nhiên là đéo thể nào chết được. Có HP vô hạn nhưng chán đời, chưa kể bonus thêm bản năng hắc ám. Hùng lao vào gái gú hút chích. Hắn giờ đếch sợ bố con thằng nào, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ đối thủ. Mọi thủ đoạn ở đây ý tôi là lao vào đánh nhau xem thằng nào chết trước thì thua. Nhưng Hùng thì có chết được quái đâu, đạn bắn thì chỉ chảy ra thứ nước đen ngòm. Hắn nghiễm nhiên đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, sở hữu đồn điền thuốc viện cực kỳ VIP pro mà quan thầy pháp không làm gì được. Cũng vì thế thằng tay sai pháp bạn Khang ngày xưa gọi cả một băng đến tìm cách giết Hùng. Nhưng tôi đã nói gì nào, Hùng không thể chết, cứ như là hip hop vậy. Mấy thằng kia sau khi hành mãi không giết được Hùng, bị hắn quay ra giết ngược.
Tất nhiên là đụng đến người của quan thầy thì làm gì có chuyện hắn để yên cho. Tên người Pháp đánh thuốc Hùng rồi bắt về. Phần thì test xem giáp thiên thần của Hùng có cứng không. Hắn bắn Hùng chết thử. À, thằng này vẫn chết. Bất tử cái đầu cu à. Nhưng chưa kịp mang xác vứt đi thì Hùng đã tỉnh dậy. Hắn dùng đủ mọi cách tra tấn Hùng, ướp lạnh, đốt nóng, mổ ra khâu lại. Suốt mấy chục năm trời, Hùng là người bất lực. Nhưng tất nhiên đám nghiên cứu cũng thế. Cho đến khi tên quan Pháp râu dài tóc bạc vẫn đéo có bước tiến gì trong việc khám phá bí mật. Hắn định mang Hùng về Pháp nghiên cứu tiếp. Trên đường áp giải, không ai biết Hùng thó được lọ axit từ lúc nào. Hắn tự cắn vỡ nó, nhỏ xuống ăn mòn xích trên tay và chân. Solo với đám lính áp giải, dù không phải linh xe ôm, một mình Hùng vẫn chấp hết. Hắn bỏ trốn thành công, thật tha thất thểu lang thang khắp nơi, bỏ trốn khỏi sự truy lùng của lính gác, kể cả đi qua khói lửa chiến tranh. Thấy cả ngàn cái chết nhưng Hùng vẫn sống sót sờ sờ. Một khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi, Hùng cứu một gia đình khỏi bom đạn khói lửa, nhưng rồi lại sớm rời đi. Có lẽ rằng trong Hùng vẫn còn tí tình người. Hắn đi mãi đến một túp lều bên bờ biển, chỉ có một cô gái sống một mình. Hùng vào nhà tự nhiên như ruồi, chuyển sang chế độ người bất lịch sự, đòi người ta nấu cơm cho mình ăn. Và đúng như bộ dạng ăn mày của mình, bốc như người chết đói chết khát. Ăn no thì Hùng lăn ra ngủ, mặc cho cô gái kia dọa giết. Tôi lại sợ chết quá cơ. Hùng vừa nói xong thì ngáy rung cả lều. Khi Hùng tỉnh dậy, hắn muốn làm gì đó để báo đáp cho cô gái, nên đi mua tí đồ về để sửa căn lều rột nát. Ở một diễn biến khác, tên người Pháp ngày xưa đã giả khú đế, tuyệt vọng gần đất xa trời. Hắn cho tay sai đi tìm bà Đồng về căn biệt thự cũ, gọi hồn liên để tìm tung tích Hùng. Trở về với Hùng thì hắn đã sửa xong căn lều của cô gái, cô tên là Duyên. Hắn để mấy căn xăng xuống dưới sàn, chắc là dự trữ cho mấy ngày hôm nay. Bên đống lửa, Hùng và Duyên tâm sự. Một người quá vợ, một người quá chồng. Những ngôi sao cô đơn giờ xích lại gần nhau hơn. Hùng sống cùng với Duyên, từ kẻ bất cần Hùng thành người ham sống. Ở phía căn biệt thự cũ, tên quan thầy Pháp cố gắng gặng hỏi bà Đồng về thuật bất tử, nhưng bà nói không động vào tà thuật. Bà vừa mới dứt lời thì có tiếng động trên lầu. Chạy lên đến nơi thì bàn ghế đồ đạc tự động di chuyển. Bóng tối trước mắt đến bắt bà đi, lẩm bẩm đòi trả thù. Phía bên Hùng và Duyên thì Hùng thấy Duyên nửa đêm đứng khóc ngoài bờ cát, hình như Duyên bị mộng du. Sáng hôm sau, Hùng kiếm được một rổ vỏ sò, hắn dùng chúng lát lại những bậc thang vào lều, vì sợ Duyên mộng du đi qua bị đá cắt vào chân. Tình cảm nảy nở giữa hai người, Duyên muốn Hùng ở lại. Đêm đó hai người ở với nhau. Nhưng sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Hùng nhìn thấy trên vai Duyên là vết bớt đỏ, giống y như của Liên ngày xưa. Hùng nhớ lại lời của thầy phép rằng hồn Liên sẽ đầu thai truy tìm Hùng bằng được để báo thù. Chả cần phải là Sherlock Holmes thì Hùng cũng tự luận ra được Duyên chính là hậu kiếp của Liên. Cùng lúc đó, bà Đồng cũng đã kết nối được với Duyên và biết được cô ấy đang sống cùng với Hùng. Tên quan Pháp và thằng tay sai phát lệnh truy nã. Hùng mấy hôm nay cứ nhớ về lời thầy, cứ bất an trong lòng. Trong lúc Duyên đi chợ thì hắn định bỏ đi, nhưng suy nghĩ thế nào lại anh ơi anh ở lại. Ở chợ, Duyên nhặt được cáo thị truy nã, gặp bà Đồng, rồi bị lính lác bắt dẫn về lều. Hùng đã chờ đợi sẵn. Hắn đòi tên tay sai kia cho Duyên rời khỏi lều, rồi đóng cửa, đốt mấy căn xăng dưới sàn nhà, làm cả căn lều nổ tung. Hùng lại một mình solo kill cả bọn. Nhưng tên Pháp đã bắt được Duyên và dùng cô để uy hiếp hắn. Khi Hùng vẫn còn lưỡng lự thì Duyên đã tự sát. Hùng nổi điên ném tên khọm giả Pháp vào đống lửa. Hắn ôm xác Duyên về chôn trong thung lũng, cùng với viết quyển nhật ký ghi lại hành trình của mình. Quyển nhật ký đó cũng chính là cái mà An đang đọc. Cô trở dậy, vào trong hang đá thì gặp Hùng, vẫn đẹp trai như bao năm về trước. Hùng đòi An cởi áo khoe lưng thì thấy đúng vết bớt y như của Liên và Duyên. Ôi bất ngờ quá, không ai nhìn ra quả plot twist này luôn á. 70 năm đã trôi qua, An hỏi Hùng xem có cách nào cứu con cô không. Hùng nói có, hắn đã lang thang khắp thế giới suốt 70 năm qua tìm cách hóa giải lời nguyền. Thì như thầy từng nói thì chỉ có Liên và kiếp sau của Liên mới có thể giết được Hùng, nên hắn đã tìm đủ mọi cách để gọi An đến đây. Nhưng bất ngờ chưa, mọi người đã hiểu lầm rồi. Hùng gọi An đến đây không phải là để cô giết hắn, mà là để hắn phong ấn linh hồn cô vào cái cây, để không ai có thể giết được hắn nữa. Hùng cầm đá đập đầu An, để cô ngã xuống hang nước. Dưới nước, An nhớ lại ký ức kiếp trước. Những gì Hùng kể trong nhật ký đều là xạo chó. Hắn đã đi qua thung lũng, bị bóng đêm ghì bàn chân từ lâu. Chính Hùng, hay đúng hơn là bản năng hắc ám của Hùng, đã hại Duyên bị bắn chết. Hắn chưa bao giờ chấp nhận hy sinh để cứu ai khác ngoài mình. Cô tỉnh lại, ngoi lên khỏi mặt nước. Hùng định bóp cổ An, nhưng hình ảnh của Liên và Duyên lại hiện lên, làm hắn hoảng sợ trượt chân ngã đập đầu, rồi loạng choạng rơi xuống hang nước. Hùng trồi lên, nhưng giờ đây mới là nhân cách thật của hắn. Hùng lại cầu xin An giết hắn. Hắn không muốn làm nô lệ cho cái bản năng đả bở lờ mao này nữa. An cầm đá đập đầu Hùng để hắn chìm xuống hang nước cùng với cái cây tà thuật. Rễ cây siết chặt Hùng, còn An thì kiệt sức ngất đi. An tỉnh dậy trong bệnh viện. Một đoàn thám hiểm hang động đã tìm thấy và mang cô đi cấp cứu. Con cô thì đã dần khỏi bệnh, nhưng An thấy có gì đó sai sai. Cô cảm giác tất cả chỉ đều như một giấc mơ.
chỉ nghe thấy tiếng con cô đang gọi mẹ. Cô tỉnh dậy ở đúng chỗ đầu phim. An tìm lại cái hang, tưới xăng đốt hết đống sách tà thuật để tìm cách chấm dứt tất cả chuỗi ác mộng. Chờ đã, vãi lều, kết thế này là kết thế đéo nào. Thế thì tất cả những gì An vừa trải qua, cái nào là thực, cái nào là mơ? Hùng đã chết chưa? Con cô thì làm sao? Rồi tôi là đâu, còn đây là ai? Tôi cũng đếch biết, nhưng thôi đành bỏ qua. Và tôi quằn quại: xin chào và hẹn gặp lại.